Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng Chạp. Hà Nội vẫn mù sương và Hồ Tây cũng vậy. Lúc này tôi muốn các bạn cùng tôi ngắm các ông chép vàng đã hoàn thành nhiệm vụ khi chở các táo quân lên chầu trời, nay về tụ họp tại Hồ Tây. Lúc này chúng ta không biết là các ông chép vàng này đang kể chuyện gì trên lộ trình từ hạ giới lên thiên đình ngày cúng ông Công ông Táo. Chắc các ông chép vàng đang kể lại hành trình gian khổ của họ khi đưa thân chủ của mình lên chầu Ngọc Hoàng. Nay là ngày được nghỉ ngơi thư giãn, các ông tụ hội để tán chuyện vui, chuẩn bị đón xuân. Tôi giả thiết như vậy, không biết có đúng không, mà tùy các bạn, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Ngắm nhìn những ông chép vàng khi đã hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ quây quần bên nhau. Xong, tôi nghĩ liệu các ông có thể qua được mùa đông này hay không? Như ông chép vàng này. Một số thì đang tìm nơi cư ngụ ẩn giật dưới những cành tre chìm dưới đáy hồ. Mùa xuân đã cận kề, ngày Tết đã sắp tới. Tôi mong tất cả chúng ta cùng thư giãn ngắm, nhìn những chú chép vàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, tôi tin rằng sau video này cũng có rất nhiều điều suy nghĩ và mỗi chúng ta đều cảm thấy. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và mong các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để
không bỏ lỡ những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.